Xin chào khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tín.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố được thiết kế full nội thất rất là đẹp. Nằm trên đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tín đã muốn gửi đến khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì nó có diện tích là ngang 3,5 m và chiều dài căn nhà mình lên đến 13 m và đối chịu nhà đúc kiên cố một trệt và hai lầu. Còn ai sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có phòng khách, phòng bếp và mình có 3 phòng ngủ chính cũng như 3 nhà vệ sinh. Và mình sẽ có một cái phòng thờ cũng như một cái sân thượng ở phía trước của căn nhà. Và đây là khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông. Lan can thì mình được làm bằng sắt và mình có những cái mảng cây xanh được các anh chị ở nhà. Trang trí rất là đẹp và mình cùng nhìn lại các khu vực mặt tiền chính bên ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong. Để giới thiệu khách hàng về một căn nhà chỉ với giá hơn 5 tỷ, khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp vừa mới được hoàn thiện xong nằm tại trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Và với một con hẻm phía trước căn nhà mình rộng lên đến 4 m, xe hơi tải cũng di chuyển vào bên trong căn nhà của mình. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính của căn nhà lại một lần nữa và di chuyển vào khu vực bên trong. Phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một cái khoảng sân khoảng gần 1 m mình để giày dép và di chuyển vào bên trong. Mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực không gian phòng khách căn nhà mình. Phòng khách căn nhà mình thì sẽ được chủ nhà thiết kế mình có một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi và hai bên tường cũng được anh chị ốp nhựa hoa văn gỗ trang trí cao lên kín tường rất là đẹp, với đó là hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao và hệ thống đèn chùm, đèn led. Phía bên tay phải căn nhà mình sẽ có một cái tủ để mình để giày dép như mũ bảo hiểm. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực không gian sảnh chính, khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong và chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, nhấn dây liên hệ về theo số điện thoại đi thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tín nói hàng đi xem. Căn nhà nằm tại trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh và là con đường di chuyển từ trục đường Trường Chinh sang trục đường Quang Trung thuộc đường Phạm Văn Bạch. Và với căn nhà mình thì được thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Và căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, và chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Chỉ với giá 5 tỷ 950 triệu đồng. Còn thương lượng của khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm tại trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và mình có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp căn nhà với không gian nhà vệ sinh được cái chị thiết kế rất là đẹp và rất là rộng. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian lầu 1 căn nhà, sẽ đến với không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Thì khách hàng đã xem video đăng ký kênh để Nhà đất Hoàng Tín luôn cập nhật tới hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Và như căn nhà này thì được các chị thiết kế rất là đẹp. Di chuyển ra khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà mình, toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ cam xe rất là bền và rất là đẹp. Bên trong không gian phòng ngủ thì được các chị thiết kế cũng như full nội thất tặng kèm. Và phía trước mình có cửa sổ ban công và ra bên ngoài thì gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và với căn nhà chỉ với giá hơn 5 tỷ, khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì anh nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đã thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tín nói hàng đi xem. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất và chỉ với giá hơn 5 tỷ, của khách hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà đã có sổ hồng riêng và giấy tờ pháp lý rõ ràng. Anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Căn nhà đang có hướng là hướng tây nam của khách hàng thuộc mệnh tây tứ trạch. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà và di chuyển sang không gian phòng ngủ số 2 căn nhà mình. Thì căn nhà mình sẽ được thiết kế có 3 phòng ngủ được thiết kế na ná giống nhau. Cho nên là Nhà đất Hoàng Tín xin quay video sơ qua đến thẳng tham quan. Khu vực không gian phòng ngủ phía sau mình có cửa sổ mở ra bên ngoài, gió và ánh sáng, bàn trang điểm, bàn làm việc và tủ quần áo.
Hai bên mình có đôn để đèn, trang trí rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng ngủ, phía sau phòng ngủ số 2 căn nhà. Với căn nhà được thiết kế cũng như tặng kèm full nội thất bên trong, thì khi khách hàng mua căn nhà này, toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các anh chị để lại hết cho khách hàng. Và tiếp tục thì sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 căn nhà, sẽ đến với không gian phòng ngủ số 3 cũng như là sân thượng ở phía trước của căn nhà. Thì khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình để nhận đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Chỉ với giá hơn 5 tỷ cho khách hàng đã sở hữu một căn nhà đã có sổ hồng riêng và giấy tờ pháp lý rõ ràng. Với căn nhà nằm tại trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là khu vực lầu 2 căn nhà. Và với căn nhà nó có hướng là hướng Tây Nam, phố tràng thuộc mệnh nhà Tây Tứ Trạch. Và với diện tích căn nhà mình lên đến ngang 3,5 m và chiều dài căn nhà mình lên đến 13 m. Và đối với chị xây dựng hết đất được đúc kiên cố tới một trệt và tới 2 tầng lầu, sẽ có 3 phòng ngủ chính và 3 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng ở phía trước của căn nhà. Và đây là khu vực sân thượng phía trước, sẽ có một bộ bàn cũng được anh chị sắm sẵn để tặng kèm những mảng cây xanh trang trí rất là đẹp. Và phía bên trên có hệ thống đèn chiếu sáng cũng được anh chị che chắn rất là kỹ càng. Và video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.